Trời ơi. Đúng là cái tính chất máy cổ này các bạn. Đây nè. Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục gửi đến tất cả mọi người xem một siêu phẩm nữa đây. Đây là một cái động cơ máy cổ 2 vô lăng nhỏ. Ủa chảy rồi kìa. Mình chưa biết tên gì luôn. Akitu các bạn. Đây là của bên anh Thiên Phúc. Và đây là bạn đồng hành với anh Thiên Phúc ha. Bạn quẹo. Đang chỉnh cái thông số dầu mỡ này kia để khởi động nó lên. Không biết anh bây giờ quay giải trí thôi, không cần thông số nữa. Nước mưa rồi, lạnh rồi. Lạnh rồi. Bây giờ cái máy bắt mưa nó lạnh rồi. Bắt lửa hết rồi. Ở đây thì có mấy cái van chỉnh dầu chỉnh gió luôn, rồi luôn luôn các bạn. Chỉ đưa lên cái chân là để chứng minh cho các bạn biết là cái độ rung lắc của nó là nói chung là rất là yên, rung lắc rất là yên các bạn. Nó mưa đi chơi luôn ngay. Đang vệ sinh. Ướt chắc ướt đồng. Nó nghe ịn rồi đó các bạn. Cái độ ổn định của nó thì anh Thiên Phúc có nói là khá là ổn định. Ê, lấy điện luôn. Để mà khởi động một cái động cơ máy cổ như thế này đây cũng lấy điện luôn nó mới đổ. Cần phải có khoảng cái máy này nhiêu năm anh Sáng? Máy nó 1950 ha. 1950 ha. 42 lộn 42. Phải có kinh nghiệm, trải nghiệm gì tùm lum chứ mới chạy được cái máy này. Ủa nó là của Nhật luôn anh Sáng. Chạy cho em. Đây vô 1950 em. Ôi dạ, cái tiếng máy này nghe chất lượng dữ ha. Rồi lên nè anh Trung ơi. Lên đây anh ơi. Một màn trình diễn siết. Trước giờ thì các bạn thấy cái máy nổ dưới đất thôi, nhưng mà cái này cho lên đó là phải nó là nổi chơi ha, cho nên nó dám đăng lên cao thế này. Lên cao Trung, cao luôn. Cái chạy lên chạy á, mình cho dạ. Mình cho lên cái nữa anh. Thu cái lại lên trong. Máy chạy lên chạy, lát rồi lấy cái máy vàng của anh tức là cái máy này nó chạy ổn định các bạn, cho nên thì mấy ảnh muốn diễn diễn cho mọi người xem thôi ha, chứ không phải là chứ những cái máy mà nếu nó chạy không ngọt á thì đưa lên như thế này đây thì nó sẽ giặt dữ lắm. Cái máy thì muốn người đấy phải chắn chào chứ đúng không? Cái này là giống như một cái cục thôi, thử là máy nào ổn định hết.
chạy vô kéo mày lên chạy cho em. Cái này thì tại vì không có bình xăng lớn ngoài là bắt buộc phải bơm đó các bạn. Máy này là chạy xăng nha. Chơi máy là phải có những cái bình như vậy đó các bạn, để hãm nhiên liệu lại biến hạ ra đó, bạn cái nhiên liệu đang bị dư gì đó, dư chân em ơi, bị dư tới đây không cho hạ nữa, đó là vấn đề, đang bị dư chân gì đó, hãm lại biến máy này khỏi lại vô đây cũng phải tốt hơn, anh ổn độc hơn mất 20 nữa, anh biết rồi lại như này. Thì bạn quẹo này tuổi cũng còn rất là trẻ các bạn, nhưng mà độ am hiểu về máy cổ thì cũng biết cũng khá là gành ghẻ các bạn. Thật sự là cũng đam mê dữ dằn lắm đó. Anh coi đây, ngồi xuống chảy về đi. Anh dẫn lại hả? Anh phải chảy về chứ, có gì tại anh chứ. Em ơi, em ở ngoài quần không em? Dạ em. Từ từ, anh chưa, chưa, chưa. Không, không, em cứ để em cứ để gì nó chẳng. Cái này là nhớt bao trơn cốt với lại là... Cãi cho mày, cãi cho mày, cãi cho mày. Cãi cho mày, cãi cho mày, cãi cho mày, cãi cho mày. Máy này, máy này. Cái chân nhỏ nó qua xíu quẹo rồi. Để thầy hai bánh đài vô nói chuyện nha, được không? Để thầy hai bánh đài vô nói chuyện nha. Ok anh. Vô thầy giải thích đời máy bao nhiêu gì đó, anh nói đời nó máy lên sáng. Ở đây là một con Kiko 2.5-3 HP máy chạy sang dầu thôi. Nhưng mà riêng mình đốt con máy này á là cố tôi hút trăm lại. Nhưng mà con máy này á là đồ còn rất chỉnh nha, rất ok luôn. Máy cố tôi hút trăm lại nè. Khi con máy này á là cố tôi hút trăm lại nè. Căng ti mà máy 2 còn mà nổ cỡ này á làm anh tìm được khó nhông im nè. Máy này giờ tiện á, máy này chỉnh á, phải nước sơn phút á nó tẩy ra thôi. Dạ. Đúng không, máy này còn đẹp lắm á, bạn phút nó thích đi, nó chơi kiểu nào không có mạo mà nó không phải màu mẹ, nó để mưa nè nước nó ngập luôn, máy chạy chỉnh nghe. Nói chung ra là mình cũng chơi máy một cò nhiều, nhưng mà có máy hai cò này là máy này nói chung ra là nó quá dữ đối và nó đủ điều kiện để nên tôi tập nghe. Dạ. Anh nhớ cái hiệu máy còn là đủ rồi. Anh kêu là khỏi biết tâm tao. Hết tao luôn. Để nó nhớ. Anh nhớ điều hóa máy. Không phải mình dẫn á. Không, nó là anh em. Mình đánh giá. Thế máy này dẫn á. Không phải anh này đâu. Nói chung là con máy mà ai còn nổ được gì là là nếu như cái máy này là máy mới 100% là 10 điểm thì anh cho con này khoảng mấy điểm trong cái dòng máy cổ anh sáng? Cái con này nó tầm 8 điểm. Tại 8 điểm. Tại lửa hơi các thứ đủ yếu tố để chạy máy này. Dạ. Máy mình chịu quá. Bây giờ hết cái máy của Thiên Phúc rồi, giờ nó thử cái ổn ổn định của cái máy anh lên, cái máy nó ổn định hơn. Thế nào? Máy sạch lên á. Đúng rồi. Máy sạch lên á. Máy sạch lên á. Máy sạch lên á. Tại con máy này lộng nhỏ hơn. Dạ, lộng nhịp ít hơn.
tô hả anh? Mì tô. Không, mà nói tính rồi mày nói thật luôn á. Nếu mà anh em nào nói con máy này nha, nếu không chỉnh á, gặp chán cái này á, là nói cả nào chán thì cũng chỉnh nghe luôn. Mình nói chỉnh luôn, không phải anh em tôi sợ mình để nói một câu chuyện để là anh bút được mình lên. Nếu con máy này là tuyệt vời á. Dạ. Có trở ra, có nói luôn. Tại con máy này khò, anh tính nhỏ xíu rồi. Mà nó chạy đủ yếu tố thì mình chạy quá ok. Dạ, dạ theo anh thì cái giá trị con này bây giờ là bao nhiêu? Giá trị này á, anh tính tiền Nhật hay tiền Việt Nam? À, bây giờ anh nói cái hai thứ đi. Đây chỉ mỗi lần thôi, em 5 triệu. Việt Nam bữa anh nó thích lên mua khỏe, mở bầu lưỡi gì đó gì nữa. Anh thích cầu khỏe thôi. Nhưng mà đặc biệt các bạn nha, máy đi mua đi, anh đi mua đi, anh có thể đi mua về đi. Rồi anh mới cảm nhận được một động cơ hai cọm anh nên đóng giá anh mua đi. Vậy được một động cơ nổ luôn đi đi là một câu chuyện đó mà nói thiệt luôn á, máy một đóng nè quay đóng nè không, mình nói thật sự luôn á, nói chân tình với được một người là chơi máy cổ với một cò hai cò nói thật vậy. Con máy này xinh đẹp với cạnh thuốc nó rất là vậy à, nó biết tên ruồng nhé, nó chạy nè, mình nói thật luôn á, nó chỉ thôi chân cô cũng lắm. Ở cổng mình cũng có con giống vậy nè. Con này nếu mà chạy dầu là đảm bao nó chạy được cái tiếp à. Cái câu chuyện gì hỏi hoài à. Cái con máy cổ nè. Nó đổ được là vui nè, miễn nó không dầu. Mình nói thẳng câu này à. Mình bị hỏi hoài câu này luôn rồi, mình nói thẳng là nói chung là chỉ chạy được là mình vui. Đừng hỏi nó heo cái dầu. Em mới thẳng câu này à. Nó hậu dầu là mình vui. Nó thẳng câu lên là quá giọng nó nổ được là vui, nó đặt đâu lên đến là tại mình chú tầm chơi mình chạy 50 phút mới vậy đâu, mình không chạy cả ngày đâu mà mình cứ hỏi không như vậy vậy được không, quan trọng là mình cái nội tạng bên trong đó. Mẹ quan trọng phải không anh, lại là bố khi mà tắt rồi cho mọi người xem có trên cái máy này nó có một cái chỗ khá là đặc biệt có cọng dây chì các bạn. Cái ống nước này trong kìa. Làm cái thảm xử lý luôn rồi. Nãy giờ rồi nói nè. Rồi ok. Mình nói chuẩn với nói chung anh nè, mình nói với những anh em đam mê máy cổ nha. Đây là một câu là nói thật tình luôn. Nếu anh em muốn cổ bây giờ mấy anh cứ lên anh coi đi những động cơ mà báo nổ như thế này. Rồi ở bên nước ngoài nó bán như thế nào. Và biết cái giá trị thật sự của nó. Ghi con máy hai cò một cò chứ con hai cò này nó sản xuất là năm cuối bản 1942 hai này hai cò còn một cò nó sản xuất 1.7 đâu luôn nhưng mà tự động anh tự lên tìm giá trị đi như mình mua đây mình bị rất nhiều rồi là mình nó thật luôn mua con máy báo nổ luôn nó báo nổ mình về luôn mà chính bữa này báo nổ về luôn về tới Việt Nam là không nổ nè chính con này này nè ở đâu là ở đây nè một sự kiện luôn rồi, báo nổ mình gõ gà luôn con này là tên gì anh đầy đủ họ tên đó con nè Ashinomoto thì anh nhiều máy không nhớ nổi lật cái tay mọi người cái nó mặt lật lên dở lên lụng ừ rồi quay hết rồi Matsumoto Matsumoto rồi con này là mua nổ mà không nổ báo nổ mới giật về nhưng mà hồi sớm giờ muốn đem ra chơi á mà nó không nổ luôn nè mình nói chuẩn luôn á anh em nhưng mà đặc biệt bên nó nổ người ta báo máy nổ báo máy nổ đây nè anh em còn quay ra quay hết nè báo máy nổ nhưng mà ta lấy máy like các thứ nổ anh nè để anh em coi là con máy nè mình mua từ cái gì lý do nổ nè chỉ cho anh em coi luôn nè đây tiếp tục đây nè cái nè kéo nè nhìn cái giống như là như vậy con này thì nó giống giống như con kia chạy xăng vô thôi các bạn nhưng mà chúng con đây một cò đây nè nó nổ lấy kiện anh em like nổ nhưng mà đặc biệt nè đây xúc bắp lỏng nè nổ ra rồng rồng nè à, nó gơ nè, nó gơ xuống bắp không lấy chân này không nổ rồi sớm lai không nổ luôn lửa cửa cái thứ đủ thứ á lửa tuổi là đã có không nổ luôn không nổ luôn là do nó không hút chân nó được không nổ nó lỏng đủ thứ nó hư đôi khi chơi đồ cổ cũng có nhiều cái khó anh ha không khó nhưng mà đặc biệt là có nhiều người ta
người ta cứ suy nghĩ rằng ba cái đồ này nó ba cái đồ yêu này dễ nổ lắm, nhưng mà làm đẹp anh cứ kiếm đi. Bây giờ anh em là nói rằng mình thích tức luôn, anh em là lên trên Yahoo kiếm một được một lên bất cứ chỗ đậu nhá, mua được máy về nổ giống ai muốn đi, mình cũng mình bất cứ anh em luôn, nói chuyện luôn. Anh thấy cái kênh của anh kia không, con máy anh nhặt cảnh kéo qua hổng á, cái đợt đại hội lần hai kéo cũng chết không nổ luôn nhá không. Đó, à. Vậy là hai này anh chẩn lớn anh sáng. Không phải, chẩn là nó không phải là chẩn em đặt tiền. Nhưng mà theo cảm nhận mình là cái yếu tố nó đặt ok, mình nói ok. Còn nó chẩn hay không là tùy theo mọi người đánh giá được. Cho quay ra luôn anh sáng. Thì lý thuyết thì ảnh nãy giờ cũng buông rồi, nhưng bây giờ tới thực hành đi các bạn. Máy này thì cái đối thật anh em á, máy dạ. Mỗi một con có ý nó chạy khác dạ, nhau. Đúng rồi. Mỗi một có ý khác nhau. Nói chung ra là mình biết ý là người chơi, cái người đã khởi động xong rồi thì là cái ý con sao lại ông ngồi. Ôi sao kỳ thang máy không có sao không chạy anh Phúc. Anh đổ nước vô á. Đây nè, để tôi đạp cái nổ ông ơi đây. Đây dạ. Wow. Bạn có mở xăng. Gồm gà lắm các bạn, tại vì xăng dầu tùm lum hết trơn, nhiều nút chỉnh lắm. Lắm. Đúng là cái tính chất máy cổ thiệt các bạn. Đây nè. Nếu mà một cái máy mà nó chạy không ổn định các bạn, khi mà đưa lên cao như thế này đây thì nó sẽ giật dữ lắm, nó sẽ quăng qua quăng lại. Nhưng mà ghi những cái máy này cũng như nãy giờ anh Sáng anh có chia sẻ là cái mức ổn định cũng như là nổ giòn á, cái máy nó rất là giữ cái trọng tâm ha, nó sẽ không có cái hiện tượng là lật qua lật lại luôn các bạn, và rất là cực kỳ là im luôn. Với những cái máy mà một máy như thế này đây mà chạy garanti với hai cái bánh chớn nó giục thì nó có nhiều cái khả năng là nó giật đó. Nhưng mà riêng cái máy này thì nó không có bị giặt.
đúng rồi. Đi mày. Tại vì cái máy này được sản xuất ra là chạy dầu hôi các bạn, còn xăng thì nó chạy nó sẽ không có im bằng dầu hôi đó. Và mình sẽ đi một vòng cho mọi người coi cái những cái máy cổ của anh Cao Sáng sưu tầm. Đồng thời là những động cơ hai bánh lớn các bạn. Mà để cho tất cả mọi người tham gia xem là hiểu những cái tên của động cơ thì anh Sáng đã có gã ra một cái như thế này để cho mọi người xem rất là nhiều cái chi tiết bên một cái trong một cái động cơ nha các bạn. Rất là nhiều nha, chi tiết thì thôi khỏi chê luôn. Tắt luôn các bạn ơi, khô luôn. Để mình quay lại thử xem chạy không nha. Đây đó, đây là sẽ có cái cò như này, máy cổ đến từ Anh ha các bạn. Đây quay như này đây, dầu nó bơm một cọc 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 như vậy rất là đã nha. Bơm nghe đã lắm. Tay quay thì qua mép bên này, mà cái bánh chớn này nó vượt bên kia các bạn. Rất là nhuyễn nhừ. Thì qua đây thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và mọi người đã xem video với mình. Nội dung là hội máy cổ miền Nam được anh Cao Sáng công ty trách nhiệm Thành Trí tổ chức, và cảm ơn tất cả các anh em và các chú các bác, anh Phước máy nổ nè, và anh Tâm ở bên Bến Tre, rồi anh Vũ ở Đồng Tháp, để đem lại những cái cổ máy độc lạ như thế này đây để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng ha. Và bây giờ thì cũng kết thúc cái buổi chơi hôm nay các bạn. Mấy anh đang dời những cái động cơ lên xe để đem về quê. Có lẽ là mấy anh sẽ tìm một ngày nào đó gần nhất để tiếp tục tổ chức, và mấy anh sẽ săn những cái con máy độc lạ hơn những cái này nữa năm sau hay là tháng sau, hoặc là một dịp nào đó gần nhất ha. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến tất cả mọi người nào mà yêu mến hoặc là yêu thích những cái môn chơi mà bây giờ chắc có lẽ là nói về máy cổ chắc cũng hiếm có người mà mê đúng không ạ? Chỉ có những người trưởng thành là hay mê thôi. Dạ, anh Phước về. Rồi vậy mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người cũng như các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.